một video clip mình cầm cái con dìu gôn cận chiến để đi đấu ranh anh em ạ. Đã từ rất lâu rồi thì Tuấn AC không làm cho anh em những cái video clip cận chiến trong chế độ đấu ranh nữa. Thì hôm nay thì do mình được sở hữu cái tài khoản của VTC, và trong tài khoản thì có con dìu gôn này nên tiện thể làm video clip cho anh em luôn. Đấy, anh em phải thấy chưa? Đây là con dìu gôn. Nào, cái map này gọi là thiên đường của cận chiến rồi anh em ạ. Luồn lách các kiểu con này hiểu luôn. Nào 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 nào. À, ngửi cái mùi rồi, vào đây luôn. Trời ơi, đồng đội tôi lại chơi hay như thế này. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đến với trận đấu sinh tử ạ. Rồi. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Vâng, như vậy là kill đầu tiên trong trận đấu này. Một kill với cận chiến Dugon. Siêu phẩm. Map này cận chiến. Ui dạ, ui dạ, ui dạ, ui dạ. Rồi, rồi, rồi. Tôi sẽ luồn lách vào khu vực ngách. Cố lên nào anh em ơi. Tấn công đi nào. Ở đây, ở đây rồi. Rất thơm và rất ngon. Vâng, quá là thơm ngon, bổ dưỡng và vệ sinh. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Chạy đâu, chạy đâu. Chạy đi đâu. Vâng, như vậy là có 3 combo với con dìu gôn này rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đấy, con dìu gôn này bổ rất sướng. Tuy nhiên là xét về độ sướng thì nó còn kém con Dragon Slayer một chút. Nhưng mà với một con vũ khí cận chiến thì như này là đạt yêu cầu rồi anh em ạ. Rồi tôi đứng ở đây thôi anh em ơi. Nguy hiểm, nguy hiểm. Tự ra đầu vào chỗ chết. Buồn cười buồn. Nào 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 nào. Nào, vâng, quá ngon. Vâng, như vậy là được huy chương đồng rồi anh em ơi. Không biết là tôi có được huy chương bạc nữa hay không đây. Lấp ló hả, lấp ló hả. Lấp ló này. Vâng, 6 combo. Hay quá. Hay, vâng, như vậy là 7 combo rồi. Không biết là có được. Quả đấy bổ, bổ chít chuẩn như thế rồi mà lại không chết. Quá hư cấu anh nhỉ. Yên này. Tự yên này. Va hư vẩn. À, xem có thanh niên nào. À, xấu số. Xấu số. Alo, alo, alo. Tìm đi, tìm đi, tìm đi. Đúng rồi. Ui, dồi ôi. Vâng, anh em có thấy sự bất lợi của việc không có giáp chưa? Gặp mấy thanh niên cầm QCVF 05 mà không có giáp thì khác gì. Yếu mạng được. Vâng, như vậy là một tình huống mà có thể nói là bổ nhưng mà lại bổ trượt. Thế là lên bảng đánh số luôn. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Rồi rồi. Rồi, tôi sẽ để tặng hai cho các bạn một chút. Wow, lượn lách. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui giời.
như thế mà lại đối tượng tôi là vẫn sống, khó hiểu thật. Kiểu mình sẽ phải đi móc lốp anh em ạ. Nào cái gì đây? Ra đây. Ôi giời, quá tuyệt vời, siêu phẩm luôn anh em ạ. Tôi ngửi thấy cái mùi ở đây này, đã có một cái mùi gì đó ở đây. Nào lên anh em, anh em kia cũng cầm dìu. Không có. Ở đâu rồi, đi đâu rồi? À đây rồi, tôi nhìn thấy rồi. Nào. Ô, cái đẹp. Ai? Mạng đến mồm rồi còn không ăn được. Cứu. Nào, dinh này. Dinh này, vâng. Không thấy xuất hiện. Rồi, không xuất hiện thì mình sẽ đi thôi. Trời, úi trời ơi. Như vậy là ở trong đây có hàng anh em ơi. Vào phơ luôn. Vào phơ luôn, hay quá. Ra đây. Bắn cái gì? Tôi hỏi ông, tôi lấp vào đây rồi thì ông bắn làm sao được. À, vào đây. Đừng tôi điên, úi trời. Cái này chả lụa. Cái holy shit. Ai cả đông. Mình nghe thấy cái mùi có người đằng sau rồi mà không quay lại kịp nhỉ. Em thật. À vào đây. Rồi. Còn chú này nữa. Bằng tuyệt vời. Với cái trận đấu cuối cùng thì mình nhận được triple kill luôn.
เจมส์แท้ไงกับเงาว่าแอมจะชอบอันอันดิวเรื่องกับกันแอมดีกับอันก็เจอสักกันที่ลามสาวมาแอมเจอเลยเลยแอมนึงช่างเรียดหนามชีช่างเรียดร้อยดีดูเจอไหนแอมเรียดสาเงานำทางตรงไหนอันคุ้มนักไว้เลยเฮ้ยไม่ใช่ยังไงผมจะโบกไอ้เงี้ยเลยน่าๆๆๆๆๆๆๆไปๆๆๆๆโดนไอ้เงี้ยใครอ่ะนกมันเดี๋ยวฉันต้องเซ็นเขาจิ๊บ10cảm giác giống như mình trong hai trận vừa rồi và xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video cận chiến tiếp theo.